Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của Quốc Tuấn. Thì thời gian vừa rồi có một câu hỏi mà mình đoán là cả khách hàng mới lẫn cả khách hàng cũ đang rất băn khoăn về các dòng xe của VinFast. Đó là mọi người có đặt câu hỏi cho em là bảo thời điểm này VinFast là một dòng xe đang mất giá, kể cả xe mới và xe cũ. Thì hôm nay em xem được phân tích cái ý kiến riêng của em đến cái dòng xe của VinFast này. Thì mọi người cùng xem hết video nhé, để xem liệu thật sự VinFast có mất giá không hay là tất cả chỉ là tin đồn. Tất cả xin mời. Vâng, sau đây em xin được phép chia sẻ một chút về tình trạng là nhiều khách hàng đang băn khoăn bảo là xe VinFast mất giá. Thì như mọi người cũng đã biết, xe cũ thì có nhiều loại xe cũ và trên thị trường thì chắc là mọi người biết là cái giá có giá chung rồi. Thì sau đây em xin phép chia sẻ và đứng ở cương vị riêng của một bán hàng tại VinFast Smart City, thì em sẽ chia sẻ những hai vấn đề mà khách hàng đang băn khoăn mà đang vấp phải. Thứ nhất, về mọi người bảo là xe VinFast mất giá thì em tính cho mọi người đơn giản thôi nhé. Ví dụ như xe VF8 bây giờ hiện tại là cái thời điểm khách hàng lấy, ví dụ 2022 là cái thời điểm khách hàng lấy ở khách hàng đặt cọc tiên phong, thì thời điểm đấy giá xe VinFast của VF8 bản Eco chẳng hạn đang có giá là 1 tỷ 057 triệu. Đấy là thời điểm đầu tiên mà khách hàng đang được hưởng ưu đãi chính sách đó. Và khách hàng ưu tiên cọc tiên phong thì sẽ được hưởng chính sách. Thứ nhất là khách hàng sẽ được trừ 150 triệu đi này. Tiếp đó khách hàng sẽ được sử dụng voucher. Mọi người nhá, tức là voucher 150, cái thời điểm đấy là đang theo em được nắm được thì cái thời điểm đấy nó đang dao động khoảng tầm 80 triệu. Thì tức là khách hàng đang được hưởng khoảng tầm 70 triệu đi. Được hưởng chênh lệch khoảng 70 triệu thì tức là với 1 tỷ 057 triệu thì khách hàng sẽ trừ vào cả giá xe kia thì khách hàng mua chỉ phải bỏ số tiền mặt nhá, mọi người nhá, chỉ phải bỏ số tiền mặt ban đầu chỉ với là 830 triệu, mọi người nhá, chỉ bỏ tiền mặt ra với số tiền là 830 triệu. Thì như vậy cả tiền cộng đi đăng ký thì biển Hà Nội thì thời điểm đấy đang có giá là đăng ký xong xuôi khoảng tầm 25 triệu, bao gồm là có biển số thì biển là 20 triệu, đăng kiểm mất khoảng 2 triệu nữa, cộng với chi phí đăng kiểm nữa thì mất khoảng 25 triệu, tổng khách hàng bỏ ra khoảng tầm 850 triệu. Đấy là khách hàng ở Hà Nội nhé. Còn khách hàng ở tỉnh thì có khoảng tầm là 830 triệu thôi, cộng với tiền đăng kiểm thôi là thành tiền, tại vì tiền biển ở tỉnh nó rẻ, tiền biển ở tỉnh có 2 triệu thôi, thành ra là chỉ mất khoảng tầm 835 triệu đối với khách hàng ở tỉnh. Như vậy là khách hàng ban đầu bỏ ra số vốn là chỉ mất là 835 triệu thôi. Đấy là đối bản EVS8 và Eco, cái thời điểm là 2022 nhé mọi người nhé. Tiếp đến cái thời điểm 2022, sau khi khách hàng thanh toán xong thì khách hàng lấy xe và đi được một năm nhé. Thì hiện tại theo em được biết ở các trên thị trường xe cũ, giá của bản VF8 Eco thì đang dao động khoảng tầm 750 triệu đến 745 triệu. Đấy, trong khoảng đấy, và em nắm được cái chính sách đấy. Ở trên, tại vì chính sách xe cũ của VinFast bọn em cũng được tham khảo nhiều. Thì như vậy mọi người nhìn đi, một năm đầu tiên, tức là một năm nhá, khách hàng mới mà chỉ có mất 100 triệu. 100 triệu để mà mất trong sử dụng một năm đầu tiên mà chi phí đăng ký mọi người biết là bỏ không rồi. Nhưng đối với các dòng xe khác, ví dụ tất cả các dòng xe khác thì ví dụ Camry hay CRV hay Tucson như các kiểu, thì riêng việc chi phí đăng ký đầu tiên, ví dụ xe đang có giá dao động 1 tỷ đi, thì chi phí đăng ký đầu tiên thì khách hàng mất tối thiểu ở Hà Nội mất khoảng tầm 80 đến 100 triệu tùy phiên bản xe. Tại vì họ khách hàng sẽ mất, nếu mà xe trong nước thì khách hàng sẽ mất 6% tiền thuế trước bạ, còn nếu mà xe nhập khẩu khách hàng sẽ mất 12% thuế trước bạ. Tổng nếu mà đăng ký một cái con xe ở thời điểm năm ngoái vừa rồi, nếu mà như vừa nãy em chia sẻ khoảng tầm 1 tỷ đi, thì khách hàng sẽ mất khoảng tầm 100 triệu cho chi phí đăng ký. Thì bây giờ cái xe mà mua lại thì mất đang giảm được khoảng 10%. Tức là cái thời điểm này giá xe đang bị mất khoảng tầm 10% nếu mà khách hàng đã sử dụng qua. Và giá xe đang dao động khoảng tầm 900, tức là khách hàng đã mất không khoảng 200 triệu rồi. Thì không hiểu mọi người đánh giá như thế nào mà là xe VinFast mất giá, mà trong khi đó các hãng xe còn mất giá hơn xe VinFast mà khách hàng không được đề cập đến. Kể cả những phiên bản 2023 bây giờ, thời điểm bây giờ vẫn vậy, là giá bây giờ có thể tăng lên một chút,
các bản như VF8 đang có giá 1 tỷ 090 triệu và bản Plus đang có 1 tỷ 270 triệu. Nhưng khi mà chính vì khách hàng đang được miễn phí thuế trước bạ, chỉ mất mỗi tiền chi phí đăng ký đăng kiện, chỉ phần mất tiền biển mới đăng kiểm thôi, thì thành ra khách hàng đã được lợi một cơ số tiền rồi. Sau đó khách hàng chỉ mất cái chi phí phần trăm, thì mất chi phí phần trăm 15 khấu hao sử dụng năm đầu tiên thì gần như xe nào cũng mất và xe nào cũng vậy. Nhưng mà đấy, mọi người nhìn nhận ra luôn là chi phí để bỏ ra một cái xe đi đăng ký gần như nó rất lớn. Mà những khách hàng đang không hiểu tại sao khách hàng lại bảo là xe VinFast mất giá này, xe VinFast không giảm mất giá nhiều quá mà bị giảm, không ai mua xe nữa. Đấy là tất cả những khách hàng đang chưa đi và sử dụng những cái dòng xe của VinFast, chỉ biết nghe ở trên thôi. Nên đây là cái mà em đánh giá để mọi người cùng nắm được. Tại vì đây là em chia sẻ để mọi người biết những cái thông tin mà tại sao lại có những cái chính sách như thế. Và luôn luôn VinFast thì luôn luôn hướng đến khách hàng sự tận tâm, là hướng đến những khách hàng xe tốt nhất. Nên thành ra mọi người khi mà đang sử dụng những cái dòng xe VinFast là mọi người hầu như là ai cũng nắm được tình hình xe cộ như thế nào và giá gần như là giá rất rất vừa phải để không bị khấu hao mất nhiều giá về giá xe quá. Nên thành ra mọi người sẽ được hưởng rất nhiều ưu đãi. Như vậy mọi người đã nắm được thông tin chưa? Mọi người còn lăn tăn gì hay vướng mắc gì hãy đặt câu hỏi cho em ở phía dưới nhá. Và bình luận phía dưới giúp em nhá. Xin cảm ơn. Qua video vừa rồi, mọi người cảm nhận như thế nào về dòng xe VinFast? Mọi người hãy để lại bình luận ở phía dưới nhé. Và mọi người có nhu cầu mua xe, hãy ủng hộ em nhé. Quốc Tuấn, xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp mọi người các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.